Máy bay Mỹ mất tích bí ẩn ở tam giác quỷ Bermuda. Chiếc máy bay hai động cơ đang trên hành trình trở về Florida của nước Mỹ thì đột nhiên mất tín hiệu với đài kiểm soát không lưu ở độ cao 8.000m. Theo IP -Town, máy bay khởi hành từ Port Requin, Puerto Rico vào ngày 15 tháng 5 nhưng không bao giờ hoàn thành hành trình đến Titusville của Florida Máy bay cỡ nhỏ chở theo 4 người Mỹ mất liên lạc với đài kiểm soát công lưu Miami khi đang ở độ cao 8.000m trong khu vực tam giác quỷ Bermuda. Cho đến ngày 16 tháng 5, lực lượng cảnh sát biển của Mỹ, viết tắt là USCG, thông báo tìm thấy mảnh vỡ và vết dầu loang cách vị trí máy bay mất tích khoảng 24 cây số. Hiện chưa rõ các mảnh vỡ này có phải chính là từ chiếc máy bay mất tích hay không, nhưng USCG đã tiếp cận khu vực để tìm kiếm manh mối và các nạn nhân. Chính quyền của Mỹ xác nhận máy bay mất tích chở theo phi công kỳ cựu Nathan Jurek, 52 tuổi, và CEO nổi tiếng ở New York Jennifer flumin 40 tuổi, và hai con nhỏ. flumin là CEO của công ty Skyline Group, đơn vị chuyên tổ chức sự kiện ở New York, tập trung vào lĩnh vực thời trang. Công ty này phát đi thông điệp xác nhận nữ CEO mất tích cùng hai con. Gia đình của cô đang tích cực hợp tác với các nhà điều tra. Chúng tôi hy vọng mọi người tôn trọng sự riêng tư của họ tại thời điểm này, công ty tuyên bố. Lực lượng phòng vệ Bahamas cũng tham gia hỗ trợ USCG trong cuộc tìm kiếm. Chúng tôi không ghi nhận tình hình thời tiết xấu ở thời điểm máy bay bị mất tích, phát ngôn viên lực lượng cảnh sát biển Mỹ nói. Năm ngoái, các nhà khoa học tuyên bố đã tìm ra lời giải của bí ẩn tam giác quỷ Bermuda. Họ cho rằng các đám mây hình lục giác đã tạo ra gió lên tới 273 km h đủ sức nhấn chìm bất cứ tàu thuyền hoặc máy bay nào. Người ta tin rằng có khoảng 1.000 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn ở tham giác quỷ Bermuda trong vòng 100 năm qua. Khu vực rộng 500.000 km vuông này là nơi 75 máy bay và hàng trăm tàu thuyền vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển. News TV kênh thông tin giải trí chọn lọc hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.